Thì chúng ta sẽ đọc bài trước, đọc bài trước rồi sẽ nghe giảng sau. Có 10 ở trong phần đầu đề nhị này mình có 200 câu pháp, mình có chia ra từng phần thì mình có 13 phần. Có 13 phần. Thì hôm trước chúng ta đã học xong cái tụng nhân là phần thứ nhất. Hôm nay thì chúng ta học phần thứ hai là nhị đề tiểu định. Ngày xưa sẽ đọc trước rồi sau đó mời các viên ta giơ tay lên để tập đọc ha. Đọc đọc để chúng ta nhớ được một ít từ ngữ Bali, làm quen với một số số thuật ngữ chuyên về vi diệu pháp. Nhị đề tiểu định chư lâm ta rát đúc cá số 7 sắp bách chế gia tham ma các pháp hữu duyên, sắp bách chế gia tham ma các pháp vô duyên. Số 8 sang khát ta tham ma các pháp hữu vi, sang khát ta tham ma các pháp vô vi. Số 9 Sanidassana tham ma các pháp hữu kiến, Anidassana tham ma các pháp vô kiến. Số 10 Sapatika tham ma các pháp hữu đối chiếu, Apatika tham ma các pháp vô đối chiếu. 11 Rupino tham ma các pháp sắc, Arupino tham ma các pháp vô sắc. 12 Lokiya tham ma các pháp hiệp thế, Lokuttara tham ma các pháp siêu thế. 13 Kenachi Vinyaya tham ma các pháp tâm ứng tri, Kenachi Na Vinyaya tham ma các pháp tâm bất ứng tri. Rồi bây giờ ai đọc được trước là lấy giơ tay lên để chúng ta tập đọc cái phần đầu đề nhị này, phần này nhị đề tiểu định này. Cô Phúc Vị chúc mời lớp đọc bảy. Dạ xin mời quý vị ạ. Dạ con kính mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Nam mô Bố Tát Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Kha Giá. Dạ con kính lãnh đại sư, xin chào các lớp. Con xin đọc bài trước. Nhị đề tiểu định, Chun Lan Ta Ra Đúc Cá. 7. Sắp Bách Chá Gia Tham Ma Các Pháp Hữu Duyên, Áp Bách Chá Gia Tham Ma Các Pháp Vô Duyên. 8. Sang Khát Ta Tham Ma Các Pháp Hữu Vi, A Sang Khát Ta Tham Ma Các Pháp Vô Vi. 9. Sanidassana tham ma các pháp phổ kiến, Anidassana tham ma các pháp vô kiến. 10. Sapatika tham ma các pháp phổ đối chiếu, Apatika tham ma các pháp vô đối chiếu. Dạ bạch sư nội, đẩy ra nhìn con ạ. 11. Rubino tham ma các pháp sắc, Arubino tham ma các pháp vô sắc. 12. Lokiya tham ma các pháp hiệp thế, Lokuttara tham ma các pháp siêu thế. 13. Kanechi Vinyaya tham ma. Kanechi. Kanechi Vinyaya tham ma các pháp tâm ứng trì. Kanechi na. Kanechi na Vinyaya tham ma các pháp tâm. Vinyaya tham ma. Kê na chí na Vinyaya. 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 Con xin đọc lại ạ. 13. Kê na chí Vinyaya tham ma các pháp ứng trì. Kê na chí na Vinyaya tham ma các pháp bất, các pháp tâm bất ứng tri. Sa thú, sa thú. Dạ con đọc bài xong ạ. Con kính tri ân sư.
Dạ, xin mời đạo hữu tin mã. Dạ, thầy sư xin đọc bài. Kính đến lễ sư, xin chào cả lớp. Sư yêu nói chưa? Nghe nghe, đọc đi. Dạ. Không nghe người ta sẽ bắn. Đi về tiểu đỉnh. Lần tế ré, đúc ké, đúc ké. Hồi số 7. Sắp bắt chai dè, thầm mà, các pháp vô dương. Sắp bắt chai dè, thầm mà, các pháp vô dương. 8. Sừng khát ta thầm ma các pháp vô vi. Sừng khát ta thầm ma các pháp vô vi. 9. Sanidassana thầm ma các pháp vô kiến. Anidassana thầm ma các pháp vô kiến. 10. Sapadikha thầm ma các pháp vô đối chiếu. Sapadikha thầm ma các pháp vô đối chiếu. 11. Rubino thầm ma các pháp sắc. Arubino thầm ma các pháp vô sắc. 12. Lokiya thầm ma các pháp hiệp thế. Lokuttara thầm ma các pháp sinh thế. 13. Kenachi Unyaya thầm ma các pháp tâm ứng tri. Kenachi na Unyaya Unyaya thầm ma các pháp tâm ứng. Các pháp tâm bất ứng tri. Dạ, thầy sư xin hết, còn cảm ơn. Dạ, xin mời đạo hữu Hồng Mai ạ. Thưa sư, con xin đọc bài ạ. Hai nhị đề tiểu đỉnh. Cung lanh ta đá đúc cá. Bảy. Sắp bách chá gia thầm mà. Các pháp hữu duyên. Ất bách chá gia thầm mà. Các pháp vô duyên. Tám. Sân khát ta thầm mà. Các pháp hữu vi. Ất sân khát ta thầm mà. Các pháp vô vi. Chín. Sanidassana thamma các pháp hữu kiến. Anidassana thamma các pháp vô kiến. 10. Sampatthika thamma các pháp hữu đối chiếu. Appatthika thamma các pháp vô đối chiếu. À, thưa sư, uống lên ạ. 11. Rupino thamma các pháp sắc. Arupino thamma các pháp vô sắc. 12. Lokiya thamma các pháp hiệp thế. Lokuttara thamma các pháp siêu thế. 13. Kenachi vinyaya thamma các pháp tâm ứng trì. Kenachi na vinyaya thamma các pháp tâm bất ứng trì. Sư sư con đã đọc xong ạ. Con kính tri ân. Dạ, xin mời đạo hữu Ngọc Trân ạ. Dạ, thưa sư, xin đọc bài nhị đề tiểu đỉnh. Đỉnh Chulantara Dukkha 7. Sapaccaya Dhamma các pháp hữu duyên. Appaccaya Dhamma các pháp vô duyên. 8. Sankhata Dhamma các pháp hữu vi. Asankhata Dhamma các pháp vô vi. 9. Sannidassana Dhamma các pháp hữu kiến. Anidassana thamma các pháp vô kiến. 10. Sapatika thamma các pháp hữu đối chiếu. Appatika thamma các pháp vô đối chiếu. 11. Rupino thamma các pháp sắc. Arupino thamma các pháp vô sắc. 12. Lokiya thamma các pháp hiệp thế. Lokuttara thamma các pháp siêu thế. 13. Kenachi vinyaya thamma các pháp tâm ứng tri. Kê nó chí ná quy nhê gia thăm ma các pháp tâm bất ứng tri. Để thư sư đọc xong. Dạ, xin mời đạo hữu Dự Thúy ạ. Dạ, con kính đảnh giữa lễ sư, con chào cả lớp. Con xin đọc nhị đề tiêu đỉnh. Chu lăn tá rá đúc khá 7. Sắp bách chá gia thăm ma các pháp hữu duyên. Á bách chá gia thăm ma các pháp vô duyên. 8. Sang khá ta tham ma các pháp hữu vi. Á sang khá ta tham ma các pháp vô vi. 9. Sanidassana tham ma các pháp hữu kiến. Anidassana tham ma các pháp vô kiến. 10. Sapatika tham ma các pháp hữu đối chiếu. Á patika tham ma các pháp vô đối chiếu. Xin sư cuốn bài giúp con ạ.
11. Rupino Thamma các pháp sắc. Á Rupino Thamma các pháp vô sắc. 12. Lokiya Thamma các pháp hiệp thế. Lokuttara Thamma các pháp siêu thế. 13. Kena Chivin Nyaya Thamma các pháp tâm ứng chi. Kena Chiná Vinh Vinh Nhây Gia Tham Ma các pháp tâm bất ứng chi. Dạ con đọc xong rồi ạ, con chân sư ạ. Dạ xin mời quý vị tiếp tục ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Nhị đề tiểu đỉnh Chù lần Tara Dukkha 7 Sắp Bách Cha Già Tham Ma các pháp hữu duyên. Cha già thầm mà các pháp vô duyên. 8. Sằng khát tà thầm mà các pháp hữu vi. A sằng khát tà thầm mà các pháp vô vi. Sanida sana thầm mà các pháp hữu kiến. Anida sana thầm mà các pháp vô kiến. 10. Sapatika thầm mà các pháp hữu đối chiếu. Appatika thầm mà các pháp vô đối chiếu. 11. Rubino Thamma các pháp sắc. Arubino Thamma các pháp vô sắc. 12. Lokiya Thamma các pháp hiệp thế. Lokuttara Thamma các pháp siêu thế. 13. Kenachiwinyaya Thamma các pháp tâm ứng. Kề na chi na quyền nhầy già thầm mà các pháp tâm bất ứng chi. Dạ con đã đọc xong, con kính tri ân sư ạ. Dạ xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ con thưa sư, chắc hết người muốn đọc rồi thưa sư, con không thấy ai giơ tay nữa. Rồi vậy chúng ta trở lại phần bài giảng ha. Trong nghị đề số 7. Dạ bạch sư, chưa thấy màn hình sư đăng lên thưa sư. Rồi, nhị đề tiểu định Chulantara Dukkha, cái phần thứ hai trong đầu đề nhị. Ở trong phần thứ nhất đó là nhị đề nhân thì chúng ta có 6 nhị đề. Ở trong phần nhị đề tiểu định này thì chúng ta có 7 nhị đề. Thứ nhất đó là nhị đề hữu duyên, thứ hai là nhị đề hữu vi, thứ ba đó là nhị đề hữu kiến, thứ tư là nhị đề hữu đối chiếu, thứ năm đó là nhị đề sắc, thứ sáu là nhị đề hiệp thế, thứ bảy là nhị đề tâm ứng tri. Chúng ta có 8 nhị đề. Thì bài đầu tiên đó là nhị đề hữu duyên Sapacchaya Dukkha. Trong nhị đề
ở đây mình số thứ tự đó, số thứ tự của các nhị đề, tức là mình ở nhóm trước mình đã học xong 6 nhị đề, thì hôm nay bắt đầu là nhị đề số 7, nhị đề đầu tiên ở trong nhị đề tiểu định. Thì nhị đề số 7 này mình có hai câu pháp, đó là Sappacaya Dhamma, đó là các pháp hữu duyên, và 14 đó là Appacaya Dhamma, là các pháp vô duyên. Thì trước tiên chúng ta sẽ nghe cách giải thích ngắn gọn ở trong chánh tạng trang 284 ở mục 701. Bây giờ tại vì cái cách giải thích này cũng ngắn gọn cho nên sư đọc luôn để cho các tử mình nghe. Thế nào là các pháp vô duyên? Ngũ uẩn, tức sắc uẩn, tưởng uẩn, thọ uẩn, hành uẩn và thức uẩn, đây là các pháp vô duyên. Thế nào là các pháp vô duyên? Tức là vô vi giới, đây là các pháp vô duyên. Giải trong chánh tạng chỉ giải thích đơn giản như vậy. Tức là thứ nhất là nói đến pháp hữu duyên, đó là chỉ cho năm uẩn. Còn các pháp vô duyên ở trong trường hợp này, đó là chỉ cho pháp vô vi giới. Vô vi giới. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe giảng thêm theo các vị trưởng lão, các nhà chú giải về phần nhị đề hữu duyên này. Trước tiên đó là khi mà nói đến nhị đề hữu duyên, tức là các pháp mà có duyên hỗ trợ để sanh khởi. Và cái duyên hỗ trợ ở đây đó là chỉ cho 24 duyên hỗ trợ để cho các pháp sanh khởi. Các pháp sanh khởi. Thì 24 duyên này chúng ta sẽ được học ở trong phần duyên hệ. Phần duyên hệ ở đây thì chúng ta chỉ đề cập lướt qua để chúng ta biết là các pháp hữu duyên ở đây tức là nó được hỗ trợ bởi các duyên, bởi duyên nào, bởi các duyên nào mà nó hiện hữu. Thì ở đây chúng ta biết, người ta liệt kê cho mình, đó là nó được hỗ trợ bởi một trong có thể là nhiều duyên, nhưng mà tổng quát của nó đó là 24 duyên. Tức mình có nhân duyên, thứ nhất là nhân duyên, thứ hai đó là cảnh duyên, thứ ba đó là trưởng duyên, thứ tư đó là vô gián duyên, thứ năm đó là đẳng vô gián duyên, thứ sáu là đồng sinh duyên, thứ bảy là hỗ tương duyên, thứ tám là y duyên, thứ chín là cận y duyên, thứ mười đó là tiền sinh duyên, thứ mười một là hậu sinh duyên, thứ 12 đó là tập hành duyên. Mười ba là nghiệp duyên. Mười bốn là quả duyên. Mười lăm đó là vật thực duyên. Mười sáu đó là quyền duyên. Mười bảy là thiền duyên. Mười tám là đạo duyên. Mười chín là tương ưng duyên. Hai mươi đó là bất tương ưng duyên. Hai mươi mốt là hiện hữu duyên. 22 đó là vô hữu duyên. 23 là ly duyên. 24 là bất ly duyên. Cái đó là theo cách trình bày trong chánh tạng, mình có 24 duyên như vậy. Theo chú giải thì còn được chia ra ở nhiều duyên nữa. Cái phần này, nếu mà các tử nào mà mình đang học duyên hệ, và trước đây mình đã từng đọc duyên, học duyên hệ, thì nói đến 24 duyên này thì nó, mặc dù mình có thể là chưa hiểu được chi tiết, nhưng mà cái tên gọi của 24 duyên thì đã không lạ với mình. Nhưng mà nếu mà các tử nào mới tiếp cận vi diệu pháp và mình bắt đầu trong phần đầu đệ, từ phần trong bộ Thắng Pháp Tập Yêu Luận, rồi chúng ta học qua nhị đề kinh, rồi đầu đệ nhị theo ở trong vi diệu pháp, thì chúng ta chưa được tiếp cận cái 24 duyên này. Thì đây là phần giới thiệu lược sơ qua, sơ qua để em biết là các pháp hữu duyên ở đây á, tức là các pháp này nó được hỗ trợ bởi duyên nào, bởi duyên nào.
Thì ở đây các pháp hữu duyên, tức là các pháp mà nó sinh khởi, nó được hỗ trợ bởi 24 duyên này đó, thì mình thấy là nó có, gồm có đó là 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện. Rồi 18 tâm vô nhân. 18 tâm vô nhân. Cái vô nhân với vô duyên nó khác nhau ha. Ở trong trường hợp này chúng ta để ý, cái vô nhân đó là nó chỉ là không được, không có các nhân tương ưng khi mà nó sanh khởi. Nhưng mà vô duyên á, thì nó không có được sự hỗ trợ của 24 duyên này để mà nó có mặt. Nó khác nhau Cái đó là chúng ta phân biệt với cái chữ vô nhân và vô duyên trong trường hợp này. Trong trường hợp này cũng có những trường hợp cái thuật ngữ nó sử dụng giống nhau, nhưng mà trong trường hợp này thì nó khác nhau. Nó khác nhau. Rồi 24 tâm dục giới. 24 tâm dục giới. 27 tâm đáo đại. 40 tâm siêu thế. 40 tâm siêu thế. Rồi 52 tâm sở. 28 sắc pháp. Như vậy chúng ta thấy đó là các pháp hữu duyên, tức là có duyên mà trợ sinh, hầu như là đầy đủ hết các pháp hữu vi. Chỉ ngoài trừ đó là, ở đây khi mà liệt kê như vậy chúng ta thấy là nó chỉ còn thiếu gì? Dạ, niết bàn. Chỉ còn thiếu niết bàn thôi. Tức là, hay nói cách khác đó là trong bốn pháp thực tính, đó là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn, thì pháp hữu duyên, tức là pháp mà có duyên trợ tạo, là nó đã hết ba phần, là tâm, tâm sở và sắc pháp. Chỉ có niết bàn thôi là pháp vô duyên, tức là niết bàn không có pháp trợ tạo. Bây giờ thí dụ như là chúng ta nói là 12 tâm bất thiện mà nó có mặt, nó do các duyên lúc nãy mà nó hỗ trợ. Thí dụ như là sau này chúng ta học trong duyên hệ, khi mà nói về các pháp bất thiện mà nó được, nó sanh khởi do có duyên hỗ trợ, có cái câu pháp đó là pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng nhân duyên. Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng nhân duyên. Thì hôm trước mình đã học về nhân, đó là nhân bất thiện á, mình có đó là nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si. Và vì có nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si này á, nó mới hỗ trợ cho tâm tham, hỗ trợ cho tâm sân và hỗ trợ cho tâm si sanh khởi. Còn thí dụ như là ở trong trường hợp mà bậc thánh A-la-hán, là vì nhân tham, nhân sân, nhân si á, nó đã được đoạn trừ tận gốc, cho nên nó không có điều kiện sanh khởi, nó không có cái gì để hỗ trợ cho nó sanh khởi nữa. Nhưng mà với người phàm phu mình, với bậc thánh hữu học, thì vì cái nhân tham, nhân sân, nhân si này nó vẫn còn, cho nên nó mới hỗ trợ đó là cho các tâm bất thiện này nó sanh khởi. Thì ở trong trường hợp mà cái nhân tham, nhân sân, nhân si mà hỗ trợ cho tâm bất thiện sanh khởi bằng nhân duyên, tức là một trong 24 duyên lúc nãy, cái nhân duyên là một trong 24 duyên. Sanh khởi như vậy thì người ta gọi nó là pháp bất thiện, trợ pháp bất thiện bằng nhân duyên. Nó có nhiều trường hợp, nhưng ví dụ mình nói một trường hợp như vậy. Rồi nãy mình cũng có trường hợp mình liệt kê đó là mình có các tâm thiện. Ví dụ như là mình có
trong 24 tâm dục giới tình hảo nãy mình có 8 tâm đại thiền, hoặc là mình có tâm thiền sắc giới, tâm thiền vô sắc giới, rồi mình có cả tâm thiền siêu thế. Thì trong các tâm thiền đó, có những tâm thiền đó, nó có những trường hợp được hỗ trợ, đó là pháp thiền, trợ pháp thiền bằng cảnh duyên. Pháp thiền, trợ pháp thiền bằng cảnh duyên. Thí dụ như là chúng ta từng tạo cái phước bố thí, cúng dường, y phục hoặc là các vật dụng, hay là làm một cái thiện sự nào đó, thì trong lúc mình tạo đó là mình tạo bằng cái tâm thiện. Thì sau này đến khi mình nhớ lại cái thiện sự đó, cái thiện sự đó, thì tâm thiện nó cũng hoan hỷ với cái việc thiện mà mình đã tạo. Thì ở trong trường hợp mà cái tâm thiện trước nó làm cảnh cho cái tâm thiện sau này sanh khởi như vậy, thì người ta gọi nó là pháp thiện, trợ pháp thiện bằng cảnh duyên, bằng cảnh duyên. Hoặc là trong cái cách liệt kê của mình lúc nãy á, mình cũng có đó là các tâm quả. Ví dụ trong 18 tâm vô nhân, 18 tâm vô nhân thì trong đó mình có là 15 tâm quả. Mình có 7 tâm quả thiện vô nhân, 7 tâm quả bất thiện vô nhân, rồi 8 tâm quả thiện vô nhân, rồi mình còn có đó là 8 tâm đại quả, 5 tâm quả sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới và 20 tâm quả siêu thế. Rồi bên cạnh đó mình cũng có các tâm vô trí, các tâm tố. Các tâm tố tức là mình có thí dụ như là 3 tâm tố vô nhân, 8 tâm đại tố, 5 tâm tố sắc giới, 4 tâm tố vô sắc giới. Thì tâm quả và tâm tố đó, và cộng luôn cả 28 sắc pháp, nó được gọi là pháp vô ký. Pháp vô ký. Thì ở đây mình có trường hợp đó là pháp vô ký, trợ pháp vô ký bằng đồng sinh trưởng duyên. Đồng sinh trưởng duyên. Hay là đồng sinh duyên đi, đồng sinh duyên cho nó dễ. Sư sửa luôn cái gạch đầu dòng thứ hai là chữ trợ thành chữ trở thành chữ trợ. Pháp thiện trợ. Cho nên vậy. Cộng đồng sinh duyên, xá trà tóc bá chi á. Thì đồng sinh duyên tức là cách hỗ trợ, bằng cách đó là có mặt trong cùng một lúc. Cách hỗ trợ bằng cách đó là có mặt trong cùng một lúc, thì người ta gọi là đồng sinh duyên. Ở trong trường hợp một á, nhân duyên tức là hỗ trợ bằng cách làm nhân. Cái trường hợp thứ hai đó là hỗ trợ bằng cách làm cảnh. Bằng cách làm cảnh. Còn cái trường hợp thứ ba đó là hỗ trợ bằng cách là đồng sinh. Hỗ trợ bằng cách là đồng sinh. Thì hỗ trợ bằng cách đồng sinh tức là có mặt trong cùng một lúc. Nó giống như thí dụ như là
một cái lớp học mà có thể sinh hoạt được, thì cái mà cái yếu tố mình cần đó là sao? Phải có cả thầy hoặc là cô giáo với lại có học sinh. À, thì như vậy thì lớp học nó mới diễn tiến được. Thí dụ chỉ có học sinh mà không có thầy cô giáo, hoặc là chỉ có thầy cô giáo mà nó không có học sinh, thì nó cũng không có sinh hoạt được. À, không có trở thành một cái lớp học để mình học hỏi, mình chia sẻ kiến thức được. Yeah. Nó đòi hỏi có người giảng dạy và có người học. Yeah. Thì tương tự cũng như vậy, tức là có những trường hợp đó là các pháp vô ký hỗ trợ cho pháp vô ký khác đồng cùng có mặt với nó bằng đồng sinh duyên, tức là bằng cách đó là cùng có mặt. Thí dụ như là thọ uẩn khi mà nó có mặt ở trong nói về sắc pháp với tâm này, ví dụ như là trong thời tục sinh, thời tục sinh thì tâm quả làm việc tục sinh nó có mặt và nó hỗ trợ cho sắc pháp, trong đó có sắc nghiệp chẳng hạn. Đồng có mặt ở trong lúc đó. Thì cái mà có mặt trong cùng một lúc, hỗ trợ bằng cách có mặt trong cùng một lúc như vậy, thì người ta gọi đó là pháp vô ký, pháp vô ký bằng đồng sinh duyên. Là một cái trường hợp khác, ví dụ như là một tâm vô ký nào đó sanh khởi, thì nó cũng hỗ trợ cho các pháp khác đồng sanh với nó. Đó là ví dụ như là một tâm đại tố nào đó sanh khởi, thì nó sẽ có những pháp khác cùng hỗ trợ, cùng sanh với nhau, đó là các tâm sở. Các tâm sở ví dụ như là tâm đại tố thọ hỷ hợp trí. Thì trong tâm đại tố thọ hỷ hợp trí đó, chúng ta thấy là có ít nhất đó là 13 tâm sở tờ tha. 13 tâm sở tờ tha. Rồi 20 bỏ ra 3 giới phần. Rồi trong 25 tâm sở tịnh hảo thì đã bỏ ra 3 giới phần. Bỏ ra bi và tùy hỷ, tạm bỏ ra bi và tùy hỷ, thì ít nhất là chúng ta cũng có đó là 33 tâm sở để hỗ trợ với nhau cùng sanh ở trong lúc đó. Yeah. Thì ở trong những trường hợp mà các pháp hỗ trợ với nhau để cùng có mặt như vậy, thì người ta gọi đó là pháp vũ ký trợ pháp vũ ký bằng đồng sinh duyên, hỗ trợ bằng cách là cùng có mặt. Hoặc là mình có trường hợp đó là pháp thiện trợ pháp vô ký bằng vô gián duyên, pháp thiện trợ pháp vô ký bằng vô gián duyên. Thì cái phần này chúng ta nhớ lại trong phần lộ trình tâm. Yeah. Thí dụ như là trong lộ trình tâm mà có cảnh rất lớn. Dạ. Thì sao tâm động lực, đó là tâm na cảnh, có hai tâm na cảnh sanh khởi. Thì trong trường hợp đó tâm na cảnh sanh khởi được là nó nhờ sự hỗ trợ đó là của tâm đại thiện. Tâm đại thiện khi mà có cảnh rất lớn. Dạ. Thì trong trường hợp đó nó là thiện hỗ trợ cho pháp vô ký. Tại na cảnh là các tâm đại quả với lại tâm quan sát, thọ xả hoặc là thọ hỷ làm việc na cảnh.
tức là 11 tâm mạng cảnh. À, 11 tâm này. À, xin lỗi, hai tâm quan sát với lại tâm ba tâm đại quả. À, với quan sát ba tâm quan sát hay làm việc này cảnh. Thì như vậy ở trong trường hợp đó là tâm tâm pháp thiện trợ pháp vô ký bằng vô gián duyên, tức là hỗ trợ bằng cách là không gián đoạn, tức là sau tâm đó là tới tâm đại quả liền. Đó là một số ví dụ mình nói về các pháp phụ duyên, tức là các pháp này nó có mặt, nó do các duyên trợ tạo. Và ở đây mình nói là ở dạng một cái duyên chính thôi, chứ thật ra là sao, nó có nhiều duyên khác nữa nó hỗ trợ. Nhưng mà đây mình tách ra mình nói từng phần, mình tách ra mình nói từng phần nhỏ. Thật ra một pháp mà nó sanh khởi như vậy, nó được hỗ trợ bằng nhiều duyên khác nhau, trong đó nó có những duyên chính và duyên phụ. Những duyên chính và duyên phụ. Thì đây là cái ví dụ mà cái câu pháp mà các pháp phụ duyên, tức là pháp này khi nó sanh khởi nó được hỗ trợ bằng nhiều duyên khác nhau. Bằng nhiều duyên khác nhau. Có thấy là có một duyên duyên chính và nhiều duyên phụ. Thì cái phần này chúng ta sẽ hiểu rõ khi mà chúng ta học ở trong phần duyên hệ. Ví dụ như là khi mà có một duyên nào đó có mặt thì nó sẽ có sao, một loạt các duyên khác cùng có mặt để hỗ trợ với nhau. Thì chúng ta xem lại ở trong cái bản duyên hệ mà nó có mấy bản mấy dấu gạch chéo đó, thì cái đó cho mình thấy là sao, khi một duyên nào đó mà nó có mặt thì nhiều duyên khác nó cũng cùng có mặt ở trong cùng một lúc. Thì cái cách hỗ trợ của các duyên để các pháp sanh khởi như vậy, người ta gọi nó là pháp hữu duyên. Pháp hữu duyên. Thì nếu mà các tử nằm chưa được xem qua phần duyên hệ, chưa được nghe qua, chưa được học qua, thì người ta cứ hiểu theo cách ngắn gọn đó là, tức là pháp này nó có duyên hỗ trợ thì nó mới sanh lên được. Mà thường mình hay sử dụng đó sao, mọi thứ là do nhân duyên. Thật ra cái chữ nhân duyên mà mình hay nói trong trường hợp đó, nó không phải là cái nhân duyên mà một trong 24 duyên ở trong trường hợp này, mà cái chữ nhân duyên ở trong trường hợp đó, nếu mình hiểu rộng ra đó, nó là 24 duyên. Nó là 24 duyên, tức là nó được hỗ trợ cho nó sanh khởi. Nhiều khi mình nói mình cũng chẳng hiểu, tức mình nói như khi người trước nói thì người sau cũng nói theo. Nhưng mà nếu mà phân tích cái chữ đó theo ở trong quy vị pháp, cái nhân duyên ở trong trường hợp đó nó là 24 duyên. Nó là hỗ trợ cho các pháp sanh khởi. Cái phần đó là cái phần nói mở rộng thôi. Nói mở rộng để cho các tử nào đó, ví dụ mình có học qua về ở trong phần duyên hệ, thì nói lại một tí để mình ôn lại cái phần đó. Còn nếu mà các tử nào mà mình chưa được tiếp nhận về cái phần duyên hệ, thì mình cứ tạm hiểu ngắn gọn đó là nó có cái duyên hỗ trợ để cho các pháp sanh khởi. Thì ở trong phần liệt kê lúc nãy, các pháp mà sanh khởi do duyên á, gọi là pháp hữu duyên á, thì nãy mình đã liệt kê nó là 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân, 24 tâm dục giới tình hảo, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới và 40 tâm siêu thế. Thì nếu mà các pháp đó là nó duyên trợ tạo thì nó cũng là chi pháp, tức là sanh khởi do có duyên trợ tạo thì nó cũng là chi pháp. Trong câu pháp đó là các pháp hữu duyên. Pháp hữu duyên. Thì nếu mình nói nãy mình còn 28 sắc pháp ha, rồi 52 tâm sở, thì nếu mình nói ngắn gọn lại, các pháp hữu duyên ở đây đó là 121 tâm. Chi pháp của nó ha là 121 tâm, 52 tâm sở và 28 sắc pháp. 28 sắc pháp. Thì đây là phần chi pháp của các pháp hữu duyên. Thì khi mình tìm được chi pháp của các pháp hữu duyên rồi á, thì các pháp hữu duyên nó không phải khó nữa, tức là nó chỉ còn lại gì? Nó chỉ còn lại là niết bàn. Nó chỉ còn lại là niết bàn.
Thì ở đây đó, nó là nó cũng có một cái câu hỏi mà người ta đặt ra, đó là tại sao mà niết bàn không có duyên trợ tạo, trong khi đó mình tu tập đó là mình để mình chứng ngộ được niết bàn, đó là nó cần có sự hỗ trợ bằng pháp này pháp kia để mình có thể chứng ngộ được. Dạ, thì tại sao nói là niết bàn là không có pháp, không có duyên trợ tạo? Thì ở đây trong, hoặc là mình nói theo bài kinh Tứ Niệm Xứ, dạ, người hành giả mà đoạn trừ được phiền não, chứng ngộ được niết bàn, đó là phải tu tập bốn niệm xứ, tức là thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ. Dạ. Thì theo cái thí dụ ở trong bài kinh trạm xe á, bài kinh trạm xe sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ cái niết bàn không có duyên trợ tạo. Dạ. Tức là bốn cái phương pháp tu tập, bốn phương pháp tu tập giống như là bốn con đường, bốn con đường hỗ trợ để mình đi đến một cái tòa lâu đài. Chứ bốn con đường đó nó không có làm cho cái tòa lâu đài nó sanh khởi. Nó không phải là bốn con đường đó nó tạo nên cái tòa lâu đài, mà bốn con đường đó nó chỉ là giúp người đi đến cái tòa lâu đài thôi. Dạ. Thì từ cái thí dụ đó sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn, đó là niết bàn nó không có cái duyên trợ tạo, nó là pháp vô vi. Dạ. Nhưng mà thông thường theo cái cách diễn đạt về cái lối văn á, khi nếu mà chúng ta đọc cái thí dụ về niết bàn á, thì khi các ngài đưa ra thí dụ này thí dụ kia để mình hiểu, nhưng mà thật sự là rất dễ bị hiểu lầm, đó là niết bàn đó là do duyên trợ tạo, nó dễ bị hiểu lầm như vậy. Dạ. Cho nên thường khi mà nói về niết bàn đó là thường, nếu mà trong kinh mà văn bản gốc thường nói là gì, niết bàn tức là không có tham sân si, chỉ nói ngắn gọn như vậy chứ không có giải thích. Dạ. Vì sao? Vì có giải thích như thế nào đi chăng nữa, cái người mà chưa có chứng nghiệm được á, họ vẫn không thể nào hiểu được. Và càng giải thích ra sao, nhiều khi làm cho họ càng thêm nghi ngờ. Dạ. Nhưng mà nếu mà người đã chứng ngộ rồi, dạ, giống như ngày Xá Lợi Phất, khi mà ngày tu tập, ngày đoạn trừ được phiền não, chứng đắc được thanh đạo thanh quả A La Hán rồi, lúc đó ngài nói ngài không có tin Đức Phật nữa. Dạ. Thì cũng làm người ta hiểu lầm tại sao ngài tu tập thời gian ngài lại không tin Đức Phật nữa. Dạ. Ngài bây giờ thích không tin ở đây đó là tức là trước đây cái mà Đức Phật ngài nói á, là vì tin theo Đức Phật cho nên mà cố gắng thực hành theo. Nhưng bây giờ đến khi mà bản thân mình đã chứng ngộ, mình đã biết được cái điều đó rồi, mình không còn tin ai nữa. Tức là ai nói gì mình không còn tin nữa. Vì sao? Vì bản thân của mình đó là mình đã biết rõ cái đó rồi. Tự mình đã chứng ngộ rồi. Dạ. Thì nó cái phần nói về niết bàn là pháp vô vi. Rồi từ cái cách tính chi pháp ở pháp hữu vi với là cái pháp hữu duyên với cái pháp vô duyên á, thì chúng ta thấy là cái pháp hữu duyên á, nó có chi pháp đó là 121 tâm, rồi 52 tâm sở, 28 sắc pháp. Pháp vô duyên đó là niết bàn. Về ở trong đầu đề này á, về chi pháp á, là mình đã lấy hết, cho nên nó sẽ có cái tên gọi đó là vô duyên. Và vì ở trong câu pháp á, tên nhị đề á, là nhị đề hữu duyên, trong khi đó là sao, hai câu pháp đó là một câu đó là các pháp hữu duyên, một câu đó là câu các pháp vô duyên. Cho nên cái tên của nhị đề ở đây đó là chỉ lấy theo tên của một câu pháp, cho nên nó có cái tên gọi đó là chi bàn. Vậy thì nhị đề hữu duyên á, nó có cái tên của đầu đề đó là đầu đề chiết bán và vô duyên.
À, chỉ bán vụ duyên. Thì đó là cái nhị đề đầu tiên ở trong phần nhị đề tiểu đỉnh. Cái phần nhị đề tiểu đỉnh này nó khó hơn cái nhị đề nhanh. Lý do là mỗi một nhị đề có chi pháp riêng. Nó không có tiếp tiếp nói giống như là trong nhị đề nhanh. Thí dụ ở trong nhị đề nhanh á, mình chỉ cần nắm được đó là ba nhân thiện và ba nhân bất thiện. Rồi nếu mà nó có mặt ở trong tâm vô ký thì mình gọi nó là nhân vô ký. Rồi sau đó nó chỉ liên quan là gì? Các pháp hữu nhân, các pháp tương ưng nhân, các pháp bất tương ưng nhân. Tức là cứ sáu nhân đó nó trộn qua trộn lại thôi. Nhưng mà ở nhị đề tiểu đỉnh thì nó không phải như vậy. À, tức là mỗi một trường hợp nó có cái chi pháp riêng riêng, cái nó nội dung của nó riêng riêng. Là riêng lẻ. Rồi đó là nhị đề số 7. À, nhị đề số 7. Học phần phần nhị đề này á, nếu mà các tử nào mà chưa thuộc bản niêu, chưa thuộc bản niêu, cố gắng học cho thuộc bản niêu mới được ha. À, cố gắng học cho thuộc bản niêu mình mới nắm bắt được cả, nếu mà không thuộc bản niêu là khó lắm ạ. À, cố gắng học thuộc bản niêu rồi cố gắng học cho hiểu được đó là cái phần tâm sở nào phối hợp được với tâm nào. Mỗi một tâm như vậy nó có bao nhiêu tâm sở phối hợp. Cái phần này là lúc mà dạy ở căn bản là sư nhắc các tử mình hoài cái phần này. Tại cái phần hầu như bài nào sư cũng nói về cái phần tâm sở phối hợp với tâm, vì cái tính chất quan trọng của nó. Đến khi mình học sau này đầu đề nhị, đầu đề tam, rồi ngay cả đến khi mà mình học duyên hệ, nó vẫn là cái phần đóng vai trò quan trọng. Dạ, do đó chúng ta hầu như là vừa hiểu mà vừa phải nhớ thuộc lòng. Cái phần tâm sở thì mình có thể tính được, nhưng mà cái phần chi pháp, cái phần chi pháp 121 tâm, 28 sắc pháp, 52 tâm sở, phần đó là phải thuộc lòng. Thuộc lòng mà giống như là mình ăn cháo vậy đó, tức là chỉ cần đút vô lòng hấp liền. Như vậy thì mới nắm bắt kịp được các phần này. Dạ, con thưa sư cho con hỏi. Hồi nãy mà sư đọc cái phần ở trong bộ pháp tụ, sau cái phần của sư với cái phần trong sách, con thấy nó không được giống nhau. Phần nào? Cái phần mà đọc về nhị đề hữu duyên đó thưa sư. Dạ, nhưng mà nó cũng vẫn là ngũ uẩn thôi, nhưng mà cái cách dùng từ thì ở trong sách bộ pháp tụ nó không giống như vậy ạ. Tức là ở trong bộ trong này á, là vì do cái cách giải thích từ ban đầu á, là các ngài thường giải thích là theo năm uẩn, tức là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Thì chúng ta xem ở trong cái phần chi pháp lúc nãy á, nó có phải là năm uẩn không? Dạ phải. À, đúng rồi, nó là năm uẩn. Còn nói cái từ nó không có chỉ là mình không có gọi năm uẩn mà mình gọi theo gì ở đây gọi là 12 tâm bất thiện, rồi 24 tâm dục giới tình hảo, rồi 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới, 40 tâm siêu thế, 52 tâm sở, và 28 sắc pháp và niết bàn. Còn ở trong đây thì nói gì? Các pháp hữu duyên, tức là năm uẩn, đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì chúng ta thấy là sao? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Bây giờ cái sắc là gì? Là 28 sắc pháp. Sắc là 28 sắc pháp. Rồi thọ là gì? Là tâm sở thọ. Sở thọ là tâm sở thọ. Tưởng là tâm sở tưởng. Rồi hành thì 50 tâm sở còn lại ngoài thọ tưởng. Rồi còn thức là gì? Là 121 tâm. 121 tâm. Thì chúng ta thấy là sao? Năm uẩn này nó có duyên cờ tạo hỗ trợ. Thì nó đồng nghĩa, hồi nãy mình nói gì? 20
121 tâm, 52 tâm sở đó với 28 sắc pháp nó có mặt là do duyên trợ tạo. Mà 121 tâm, 52 tâm sở đó, 52 tâm sở và 28 sắc pháp đó, nếu mình nói theo uẩn thì nó là năm uẩn. Nó là năm uẩn do duyên trợ tạo. Còn ở đây cái chữ niết bàn ở trong trường hợp này á, là trong bộ pháp từ xài chữ gì? Là vô vi giới. Tức là niết bàn tha tu. Con thưa sư, dạ, con cũng hiểu điều đó, nhưng mà trong cái bộ pháp tụ của sách của con thì nó không về nội dung thì nó như vậy, nhưng mà cái cách trình bày ở trong sách của con thì cái đó nó là 906, tức thiện trong bốn lĩnh vực, bất thiện dị thục trong bốn lĩnh vực, vô ký trong ba lĩnh vực, và tất cả sắc đây là pháp hữu duyên. Dạ. Ồ, cái bộ pháp tụ đó là của ai? Dạ, này là 401 mà chị Nhung. Sách này là sách của hồi xưa con thỉnh ở sư ạ. Đâu có đâu, sư đang giải sách đó mà nó sao nói sách thỉnh ở sư mà khác nhau là sao? Dạ, sách của con là bộ phần nhị đề tiểu đỉnh 1906. Nên là 701. 701 có giống cái của sư đọc đó chị. Yeah. 701 hả? Dạ, 701. Để con xem lại 701. Dạ phải rồi ạ, nếu mà 701 thì giống phần của sư ạ. Dạ con coi cái này, chắc con coi phía dưới, phía sau ạ. Rồi chúng ta sang nhị đề thứ hai. Nhị đề thứ hai ở trong phần nhị đề tiểu đỉnh. Thì nhị đề thứ hai này nó là nhị đề hữu vi. Sangkata dukkha. Thì nhị đề thứ hai là theo thứ tự thì nó là nhị đề số 8. Câu pháp thì có câu pháp số 15 và câu pháp số 16. Câu pháp số 15 đó là Sangkata Dhamma, là các pháp hữu vi. Câu 16 đó là Asangkata Dhamma, là các pháp vô vi. Từ hai câu pháp này á, nếu mình đặt tên của nhị đề ở đây đó là mình đã lấy được một phần tên của nó, tức là nhị đề là chiết bản, tức là lấy tên của câu pháp đầu tiên để đặt tên cho nhị đề. Nhưng mà bây giờ mình muốn biết nó là hữu dư hay là vô dư thì mình phải tính chi pháp xong mình mới nói được. Thì sư sẽ đọc trước ở trong phần giải thích ở trong chánh tạng ở mục số 702. 702. Thế nào là pháp hữu vi? Những pháp nào là hữu duyên? Chính những pháp ấy là hữu vi. Những pháp nào, thế nào là các pháp vô vi? Pháp nào là vô duyên? Chính pháp ấy là vô vi. Như vậy thì ở trong phần trình bày, ở trong chánh tạng cái phần thứ hai này á, thì chúng ta thấy là nếu mà ở nhị đề số 7 là mình đã nắm bắt được, thì mình sẽ lấy cái chi pháp của nhị đề mà của câu nhị đề số 7 á, đưa vào làm chi pháp của nhị đề câu số 8 là được. Nhị đề số 8 là được. Tức là mình lấy cái pháp mà, cái chi pháp mà các pháp hữu duyên làm chi pháp cho câu pháp là các pháp hữu vi. Rồi mình lấy cái chi pháp mà của các pháp vô duyên làm chi pháp của câu pháp đó là các pháp vô vi. Như vậy là được. Là xong. Như đề này thì không có gì vậy. Thì mình có tâm sở là sắc pháp. Tâm sở sắc pháp. Còn nếu mình nói theo uẩn thì ở đây nó là gì? Là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Nếu nói theo uẩn thì nó là năm uẩn.
là chi pháp của các pháp hữu vi, chi pháp của các pháp hữu vi. Còn pháp vô vi thì giống như nói lúc nãy, đó là các pháp hữu vi. Xin lỗi, các pháp hữu vi có chi pháp là 121 tâm, 52 tâm sở và 28 sắc pháp. Hồi nãy là cách liệt kê ha, cách liệt kê. Còn vô vi tức là chỉ cho niết bàn, chỉ cho niết bàn. Thì nhị đề này chỉ có như vậy. Thì nếu mà tên chi pháp giống nhau thì chắc chắn tên nhị đề nó cũng giống nhau. Đó là nhị đề chiết bán và vô vi. Nhị đề chiết bán và vô vi. Cái gì thật ra là cái hai câu pháp này nó giống nhau, nó chỉ khác nhau vì cách trình bày thôi, khác nhau vì cái tên gọi. Một cái là hữu duyên và vô duyên, còn một cái là hữu vi và vô vi. Đây như là nhị đề số 8. Nhị đề số 8. Rồi học luôn nhị đề số 9. Nhị đề số 9. Nhị đề số 9 đó là nhị đề hữu kiến. Dasana dukkha. Sannidasana. Sannidasana dukkha. Thì ở đây mình có hai câu nhị đề số 9 này, mình có hai câu pháp, đó là Sannidasana dhamma, các pháp hữu kiến. Và câu số 18 đó là Anidasana Thamma, các pháp vô kiến. Cái chữ này thường ở đây nó thêm cái chữ sắc và chữ ní. Thì thường là mình xài thí dụ chữ kiến hoặc là thấy, nó xuất phát từ cái chữ thấy, động từ pasati, thì người căn đi sắc. Thì ở đây ở dạng danh từ thường nó có ở dạng đó là Dasana. 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 Thì các pháp phụ kiến, tức là các pháp mà có thể nhìn thấy được. Rồi Anidasana Thamma là các pháp vô kiến, tức là không nhìn thấy được. Không nhìn thấy được. Thì về tên gọi, về tên gọi thì ở đây chúng ta thấy là tên của nhị đề đó là nhị đề hữu kiến. Mà trong khi đó câu pháp thì các pháp hữu kiến và các pháp vô kiến. Thì như vậy tên nhị đề này nó là nhị đề chiết bán, tức là lấy tên của một câu pháp để đặt tên. Một câu pháp để đặt tên. Về cái cách giải thích, cách giải thích ở trong chánh tạng, ở một số cách trình bày ngắn gọn, đó là 307, mục 307 trang 284. Thì ở đây cũng trình bày ngắn gọn thôi. Đó là thế nào là các pháp phụ kiến, tức là sắc xứ, đây là các pháp phụ kiến. Thế nào là các pháp vô kiến, tức là nhãn xứ, nhị xứ, tỷ xứ, thiệt xứ. Thân xứ. Nhãn xứ, nhị xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ, rồi pháp xứ, nhãn nhị tỷ tỷ thân, nhãn xứ, nhị xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ. Rồi mình có đó là sắc xứ, thinh xứ, vị xứ. Khí xứ và sắc thinh thí vị xứ, xúc xứ.
Rồi mình còn có gì? Mình còn có đó là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, cùng tất cả sắc nào vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp xứ và vô vi giới. Đây là các pháp vô kiến. Đây là các pháp vô kiến. Thì ở đây trong cái cách trình bày của Chánh Tạng giải thích cho mình là cách trình bày dựa trên gì? Qua cách giải thích đó chúng ta biết là ở trong Chánh Tạng trình bày cho mình theo cách gì? 12 xứ. 12 xứ, tức là trình bày theo 12 xứ. Dạ, trình bày theo 12 xứ. Rồi trình bày theo năm uẩn. Dạ, trình bày bài theo năm uẩn. Thì ở đây trong phần trong phần 12 xứ thì trong 12 xứ đó các pháp mà hữu kiến thì nó chỉ có gì? Nó chỉ có là sắc xứ. Nó chỉ có là sắc xứ, tức là nó chỉ có là cảnh sắc. Nó chỉ có là cảnh sắc. Nó chỉ có cảnh sắc thôi. Tức là cái mà mình có thể nhìn thấy được. Mình nói tóm tắt lại đó là mình có sáu cảnh. Tóm tắt lại mình có sáu cảnh. Thì trong sáu cảnh này nó chỉ có là cảnh sắc là cái mà mình nhìn thấy. Còn cảnh thinh thì sao? Thông qua cái nghe. Cảnh khí thì thông qua cái ngửi. Cảnh vị thì thông qua sự nếm. Cảnh xúc thì qua sự xúc chạm. Cảnh pháp thì qua cái suy nghĩ. Thì trong sáu cảnh này nó chỉ có cảnh sắc. Còn nếu mà mình nói theo xứ thì ở trong trường hợp này nó là sắc xứ. Nó sắc xứ. Còn nếu mà nói theo uẩn thì ở đây chúng ta thấy là đây là các pháp. Trong phần này thì chỉ nói về xứ, tức là trong phần các pháp hữu kiến chỉ nói về xứ. Cho nên ở đây đó là các giải thích là sao? Sắc xứ, đây là các pháp hữu kiến. Như vậy là sắc xứ, còn nếu mà nói theo cảnh đó là cảnh sắc. Là các pháp hữu kiến. Các pháp hữu kiến. Các pháp hữu kiến nó chỉ có sắc cảnh sắc thôi. Rồi các pháp vô kiến. Vô kiến tức là không nhìn thấy được. Không nhìn thấy được. Thì không nhìn thấy được ở trong trường hợp này là gì? 11 xứ còn lại. Thì nếu mình nói theo xứ đó là 11 xứ còn lại. 11 xứ còn lại. Một xứ còn lại. Rồi nếu mà nói theo uẩn thì ở đây mình có từ gì? Ở đây chúng ta để ý đó là mặc dù ở trong phần trình bày sắc hữu kiến không liệt kê đó là sắc pháp, sắc uẩn, nhưng mà đến khi trình bày về sắc vô, cái các pháp vô kiến thì chúng ta thấy là sao? Không có phần sắc uẩn, mà nó bắt đầu là gì? Để thọ uẩn rồi trùng tới thức uẩn. Thì chỗ này là gì? Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn là nó không có sắc uẩn. Rồi nhưng mà ở đây có một câu nói thêm là sao? Cùng tất cả sắc nào vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp xứ và vô vị giới. Cái cách nó cùng tất cả sắc nào vô kiến thì ở đây nó cũng đồng nghĩa với gì? Là sắc nào mà nó không thuộc về cảnh sắc. Nó không thuộc về cảnh sắc. Là 27 sắc còn lại ha. Đúng là tức là muốn nói về 27 sắc phần còn lại. Thì nó thuộc về đó là vô kiến, các pháp vô kiến. Rồi nó còn thêm gì?
Niết bàn. À, vô vi giới à, là niết bàn. À, niết bàn cũng không nhìn thấy được. Dạ. Thì à, đó là nếu mình từng bài theo theo ở ở, ở trong ở trong chánh tạng này. À, ở trong chánh tạng này. Còn à, nếu mình nói ngắn gọn lại về cái chi pháp à, cái chi pháp của các pháp vô kiến á, tức là gì? 121 tam cả các pháp trên đế trừ sắc. Thì cái các liệt kê này là cho mình thấy là sao? Là tất cả các pháp trên đế trừ sắc. Nó chỉ trừ ra gì? Sắc cảnh sắc. Nó chỉ trừ ra đó là sắc cảnh sắc. Mà thường mình gọi ngắn đó là mình gọi là cảnh sắc. Đúng là gọi đầy đủ đó là nó là sắc cảnh sắc. Sắc cảnh sắc. Sắc cảnh sắc nó nằm ở đâu? Trong sắc pháp sắc cảnh sắc nó nằm ở đâu? Trong bốn sắc cảnh. Trong cái sắc, bốn sắc cảnh. À, trong bốn sắc cảnh. À, hay là trong bốn sắc cảnh giới gọi là gochara rupa. À, thì mình có trong đó mình có gì? Sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị. À, sắc cảnh vị mình thiếu gì nếu mình nói về à, thiếu sắc cảnh xúc à, thiếu sắc sắc cảnh xúc à, trong trường hợp đó. Nhưng mà sở dĩ là sắc cảnh xúc không có được liệt kê vào trong trường hợp đó là vì sao? Là vì theo cái cách liệt kê của sắc pháp đó là cảnh xúc thì nó là gì? Xúc là sự xúc chạm nha. Cảnh xúc nó là gì theo liệt kê của sắc pháp? Đất lửa gió. Tức là đất lửa gió. À, đất lửa gió. Tại vì chúng ta nhớ không, khi mà người ta nói về đất, đất tức là cái, không phải là cái mình nhìn thấy. Cái mình nhìn thấy nó là gì? Là cảnh sắc. Cảnh sắc. À, nó là sắc cảnh sắc, cái mà mình nhìn thấy. Còn mình muốn biết được nó là đất là mình phải làm gì? Xúc chạm. Mình phải xúc chạm nó, mình phải đụng nó mới được. À, mình phải đụng nó và mình thấy nó là cứng cứng mềm mềm thì cái đó nó mới là đất. Dạ, cho nên cái phần đó nó thuộc về cảnh xúc. Thì tương đầy đối với lửa. Lửa thì sao? Nóng lạnh. Rồi mình muốn biết lửa thì phải sao? Chạm vào nó và mình có cảm giác gì? Nóng lạnh. Hoặc là lạnh à, nóng hoặc là lạnh thì lúc đó nó là lửa à, nó mới là lửa. Rồi à, rồi gió mà mình biết được nó là gió thì do này có gì? Có gì mình mới biết là nó có gió? Có sự lay động. Có sự chuyển động. À, có sự chuyển động thì mới biết nó là gió. Dạ. Nhưng mà nước á, thí dụ nước khi mình đụng vào thì nó là gì? Lửa, lạnh, nóng, dính, ấm, rịn, dính, có chất cái ấm rịn. Ông phải nước nếu mình đụng vào thì nó là gì? Chất lửa, lạnh và nóng thôi. À, nếu mà đụng vào mà nó là trong cái cảm giác là nóng nóng hoặc là lạnh lạnh thì lúc đó nó không phải là nước nữa mà nó là lửa. Dạ. Còn nếu mình cố tình, ví dụ là nước ở trong, ví dụ nước ở trong tham, mình cố tình là mình nắm ấm nó để mình giống mình vớt nó lên một phần nào đó thì lúc đó nó là gì? Đất. À, nó là đất. À, nó là đất. Và chúng ta thấy là cái sự chuyển động của nước thì lúc đó nó là gió. Dạ. Cho nên nước á, nó là sắc. Nó thuộc về sắc tế, mình không xúc chạm nó được, chỉ có đất nước lửa gió thôi. À, chỉ có đất nước lửa gió thôi. Đất lửa gió. À, để đất lửa gió. Dạ. Yeah. Cho nên ở đây đó là tại mình nhiều khi mình quen sử dụng theo cái chế định á. Ví dụ như mình nói mình nhìn thấy đất nước lửa gió nhưng mà thực sự không phải. Cái mình nhìn thấy nó chỉ là sắc cảnh sắc. À, theo quy luật pháp, cái mình nhìn thấy nó chỉ là sắc cảnh sắc chứ nó không phải là đất lửa gió. Mà đất lửa gió muốn biết được là khi nào mình chạm vào nó à, thì nó mới biết được. Yeah. Thì cái đó liên quan đến
cái nhị đề số số 9 đó là nhị đề hữu kiến và vô kiến. À, nè, hữu kiến hữu kiến. Thôi bữa nay mình bị tên gọi, như vậy cái cách tính này cũng cho mình thấy là mình lấy hết tất cả chi pháp, còn tên thì lấy tên của một câu pháp. Thì ở đây như vậy thì cái tên của nhị đề đó là nhị đề chi bán và vô duyên. À, thì đó là ba nhị đề đầu tiên ở trong trong phẩm trong phần nhị đề tiểu định. À, chúng ta còn lại bốn nhị đề nữa, thì thôi bữa nay chúng ta tạm học ở đây. À, kỳ sau chúng ta học tiếp. À, xin trả lại mic cho lớp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Recording stopped. Dạ. Sa thú, sa thú. Bài học đã kết thúc. Chúng con xin được kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học về nhị đề hữu duyên, nhị đề hữu vi và nhị đề hữu kiến ngày hôm nay ạ. Dạ, kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Dạ, xin mời đạo hữu Ngọc Trân thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báo có được trong buổi học đến chư thiên ạ. Yeah. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lãnh lễ quý sư. Và con xin thay mặt lớp tụng kinh hồi hướng phước báo có được đến chư thiên. Akasatha Chakumatha Diwanagamahitika Bunyang no anumodang tuchirang rakhan tu sasanang Akasatha Chakumatha Diwanagamahitika Bồn nhân nô anu mô đăng tu chi răng ra khăn tu nô gà rô A ca sát tha cha phâm ma tha di wa na ga ma hi thi ca Bồn nhân nô anu mô đăng tu chi răng ra khăn tu nhà ta dô A ca sát tha cha phâm ma tha di wa na ga ma hi thi ca Bồn nhân nô anu mô đăng tu chi răng ra khăn tu pa ni nô Akasatha cha phum ma tha di wa na ga ma hi thi ca Bồn nhân no anu mô đăng tu chi răng ra khan tu no sa da I đăng wa ta no bồn nhân a sa wa kha ya wa hang ho tu a na ga te ka le. Sa thu. Dạ, buổi học vi diệu pháp hôm nay đến đây là kết thúc. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp vi diệu pháp căn bản online vào các ngày thứ bảy hàng tuần vào lúc 19:30 đến 21:00 giờ Việt Nam. Dạ, chúng con kính chúc sư Tinh Tuệ, dạ kính chúc quý sư, quý cô tu nữ mạnh khỏe và an vui, dạ kính chúc quý đạo hữu mạnh khỏe và được bình an trong cuộc sống. Con kính mời lớp nghỉ ạ. Dạ, thú. Con kính chuyên sư buổi học hôm nay ạ. Rồi, xin mời lớp nghỉ ha. Con kính chúc sư buổi học hôm nay ạ. Con kính chúc sư được nhiều sức khỏe. Xin chào cả lớp. Rồi, chúc lớp sức khỏe.